Ôi sao xinh đẹp. Đi đâu về đây? À em vừa đi xỉ ít hàng về ạ. Mà anh Đức ăn đi này. Ờ được, ngon. Anh Đông đi đâu rồi anh? À, nó ra ngoài có chút việc rồi. Mà anh Đức đang học bài à? Đâu, anh có học bài đâu. Anh đang nghiên cứu làm cách nào để tiêu hết 100 triệu. Anh Đức có 100 triệu thật á? Ờ, à, thật mà, không tin à? Em không tin đâu. Anh Đức lại lừa em giống như cái vụ lần trước. 100 triệu cho giấc mơ đúng không? Không, người nó khác. Lần này ấy, anh đã nắm 100 triệu trong lòng bàn tay rồi, hiểu không? Anh Đức kiếm tiền kiểu gì mà giỏi vậy? Ồ, anh thấy kiếm tiền bình thường mà, dễ mà. Anh chỉ thấy là tiêu tiền nó mới khó thôi. Em thì thấy ngược lại, tiêu tiền thì dễ lắm, mèo cái là hết. Hay là anh Đức đưa tiền để em tiêu hộ cho nhá? Ờ, được đấy. Anh hãy cho cô em hàng xóm xinh đẹp một ít nhá. Uầy, anh Đức đúng là người tốt bụng nhất mà em từng gặp đây. Ý mày bảo anh tốt bụng tức là anh béo gì? Không phải vậy. Mà em không tin đâu. Anh Đức kiếm tiền kiểu gì mà nhanh như vậy? À, anh nói mày không tin là sao? 100 triệu anh đang cầm trong tay rồi, hiểu không? Mày không tin á? Ê, ê. Đấy mình nghe mà anh đứng lại trêu em. Và bây giờ 100 triệu thật Thảo sẽ làm gì? 100 triệu chắc là em sẽ nhập một ít son về, cả một ít quần áo mùa đông anh ạ. Để bán á? Dạ. Kinh nhỉ? Wow, có đầu óc kinh doanh có khác. Kiểu này mấy chốc chẳng là bà chủ nhỉ? Thế nếu anh Đức có thì anh sẽ làm gì ạ? Anh ạ, thì nếu có 100 triệu thì anh sẽ cho cái Trang một ít để một ít chi tiêu. Với lại còn lại thì sẽ cái mấy anh. Anh Đức thích chụp ảnh à? Mà thôi cũng được. 1.000 cái đấy bà. Bà không được nữa tôi cũng ạ bà luôn đấy. Mà thôi anh Đức đứng tạo kiểu để em chụp cho. Ờ được. Nào, trợ giá em chụp ảnh nha. Được rồi. Sao đấy? Đang làm gì ấy? Chụp ảnh. Thế ta chụp với. Được. Mấy khi anh em mình từ cái năm nhất đến bây giờ rồi. Cháu cái kia để chụp ảnh với nhau. Trợ giá như nào ấy nhỉ? Đây được rồi anh ạ. Anh vậy á? Các anh xem ảnh đi. Các anh xem đi. Hai anh ăn ảnh thật đây. Em phan. Em cảm ơn anh nha. Thôi em về phòng đây. Mày biết không? Tao chụp cho nó 1.000 bức ảnh đấy. Phải tầm đấy ấy. Mà nó chụp cho anh em mình đúng được một cái mà chẳng ra cái gì cả. Đúng được một con gái. À, mà có chuyện gì mà lúc nãy chạy hốt hoảng về đấy? Chuyện gì đâu? Ôi chết, chết mẹ rồi! Tự nhiên quên mất. Bà chủ nhà ấy. Bà đang đầy thu tiền nhà đấy. Ôi chết rồi. Tao còn có 200.000 thôi, mày còn nhiều không? Tao đã lấy lương đâu. Không có tiền tao mới về báo mày tìm cách chứ. Nên nghĩ cách đi. Bà này ấy, mà không nộp tiền đúng hạn ấy, là bà ấy chửi cho sấp mặt. Bà ấy chửi cho vỡ mặt. Nghĩ cách đi. Hay là trốn đi.
Bố làm sao được, bà sắp đến nơi rồi. Thế thì, à, dùng cách cũ. Hảo ơi, bây giờ nhá, anh nhờ em giúp một việc. Anh với Hà Đông đi vào trong phòng rồi. Em khóa cửa rồi, nhặt chìa khóa lên cho anh nhá. Vâng ạ. À, cái này đơn giản mà. Không cần phải đưa chìa khóa đâu, em chỉ cần bấm khóa được thôi. Mà như thế nào anh? Có khó không ạ? Khó gì đâu, đây này, khóa này đơn giản mà, chỉ cần bấm này. À, em hiểu rồi ạ, quá đơn giản. Ừ, thế nhá. Đây, nhớ bấm khóa ra đây. Vâng. Quá đơn giản. Đừng đông nhà ông đây. Mày sao đây? Ta run quá. Run cái gì? Cái này cứ bình thường thôi, chuyện bình thường có gì đâu, phải run. Hâm à? Hay là tao mày cứ ra khất bãi vài hôm đi. Trước sau gì cũng nộp mà. Mày hâm mà. Bà không cho khất đâu. Mày không nhớ mấy lần trước à? Bà ấy chửi cũng cả buổi chiều luôn là gì nữa. Thôi, trốn nốt hôm nay đi. Sáng mai sang vay tiền thằng Huy ấy. Hợp lý nhỉ. Nhưng mà lúc nay nhờ em hảo khóa cổ ổn không đấy? Ổn mà, khóa như thế bà ấy nghĩ mình không có nhà thì bà ấy tự về thôi. Chứ bây giờ bà biết được bà ấy chửi rất mặt luôn ấy. Ui, chửi đến tối đấy. Em ấy, do em với bà ấy vừa sao cái bọn anh trận ấy. Bà ấy chửi rõ nhiều ấy. Thì em có khóa rồi mà, em chỉ làm theo những gì các anh nói thôi. Em khóa mà bà ấy vẫn mở cửa được á? Kiểu gì? Thế đây mà là khóa. Khóa thì em phải cài cái then này vào rồi mới khóa chứ. Chứ em khóa thế này cũng bằng thừa. Thì em chỉ làm theo những gì nên anh nói thôi mà. Có gì đâu, đây này, khóa này đơn giản mà, chỉ bấm này. Thế nhỉ, ước gì mình được như thế. Như này á, có gì mà phải ao ước. Thì chụp kỷ yếu ra trường kìa. Ai bảo mày chụp kỷ yếu là ra trường. Khi nào cầm tấm bằng đại học trên tay ấy, thì lúc đấy mới là gọi là ra trường, hiểu không? Tấm bằng đại học. Ừ, đấy, kia. Ui, ai anh cầm tấm bằng đại học đấy còn gì. Đấy là người ta cầm tượng trưng để chụp ảnh cho đẹp thôi. Đấy là bằng giả mà. Thế à? Ừ. Tớ bằng thật. Mà nghe nói ở Bách Khoa mình năm vừa rồi đuổi 800 thằng ấy. Trong đấy có những thằng sinh viên năm thứ 5 rồi mà vẫn bị đuổi. 800 thằng cơ. Học đến năm cuối rồi vẫn bị đuổi, tiếc nhỉ. Sao lại gọi là năm cuối? Ở Bách Khoa ấy, sinh viên năm thứ 5 ấy, đừng bao giờ gọi là sinh viên năm cuối, hiểu không? Tại vì chắc gì đã ra trường đâu. Biết đâu phải học thêm 1-2 năm nữa. Thì lúc đấy là sinh viên năm thứ 6, năm thứ 7 rồi, hiểu không? Mà thôi, vào lớp đi, học đi, không lại không ra được trường đâu. Đi. Tiếc thế. Tiếc thật. Thêm một phút nữa thôi là xong rồi. Quá. Sao đây? Có gì mà kêu tiết suốt đấy? Lúc nãy thì ấy. Bài ba tao làm không kịp thời gian, tiếc thật. Bài ba thuộc dạng bài khó mà. Có gì đâu phải tiếc. Tiếc chưa sao không tiếc. Bây giờ tao bỏ bao nhiêu thời gian tao làm bài ba. Tự nhiên sắp xong rồi lại hết giờ. Thế cũng tiếc. Bài ba là bài khó, nhưng mà thầy cho có 2 điểm thôi. Bây giờ mày làm tốt bài 1, bài 2 rồi thì kiểu gì chẳng được 8 điểm, không lo gì. Bài 1, bài 2 tao đã làm đâu. Ê, Huy. Ở đây.
chúng mày đi đâu đây? Không đi thi à? Vừa thi rồi còn gì? Vừa thi xong. Ôi chết. Mày đừng bảo với tao vừa thi môn đồ họa đấy nhá. Đúng rồi, vừa rồi có thi môn đồ họa đâu. Môn đồ họa thi hôm qua rồi mà. Vậy thế hôm nay thi môn gì? Hôm nay thi vừa thi sức bền xong. Vãi chưa. Tao tưởng sức bền mai mới thi cơ mà. Mày không nhớ đi thi à? Không. Bảo sao mà thôi. Không thấy tên nó. Tao về trước đây. Có gì chúng mày về sau nhá. Khoan đã. Gì tao nữa? Có chuyện muốn nói với mày. Ngồi xuống. Bọn tao có chuyện muốn nói với mày. Chuyện gì? Dạo này mày nghiện chơi game đúng không? Không, chúng mày điên à? Tao có chơi đâu. Không chơi mà mày suốt ngày bỏ học, bỏ cả thi. Rồi ấy, người ngợ lúc nào cũng buồn ngủ, mệt mỏi. Thì chuyện riêng của tao thôi. Mày đừng có giấu bọn tao. Mày nên dừng lại đi, tập trung mà học hành, không bị đuổi khỏi trường đấy. Đúng, nó nói đúng đấy. Mày không biết đâu, năm ngoái là đến 800 thằng bị đuổi. Mà trong đấy là có rất nhiều là thằng sinh viên năm cuối. Năm thứ năm. Chúng mày đừng có tào lao. Tao đã bảo tao không chơi là tao không chơi. Mà việc riêng của tao, chúng mày xem vào làm cái gì? À, mà tao không có ý đó. Nhưng mà bạn bè chơi với nhau thì chơi thôi. Chứ còn việc riêng của tao, chúng mày quan tâm nhiều làm gì? Mà thôi, tao về trước đây. Chúng mày về sau nhá. Thôi, tao đi làm lần đây, mày về trước đi. Tình yêu là gì á? Anh chắc chắn sẽ có nhiều bạn nói rằng tình yêu là khi được ở bên nhau, chia sẻ quan tâm lẫn nhau, nấu cho nhau ăn những món ăn ngon, cùng xem phim với nhau. Và sẽ có rất nhiều câu trả lời na ná nhau như vậy. Mỗi người từ cảm nhận vị ngọt của tình yêu khác nhau. Nó thật đơn giản nhưng sâu sắc. Ai cũng tìm thấy cho mình một nửa của riêng mình. Nếu họ khát khao yêu và được yêu, phải tìm đúng cho mình ba con người xứng đáng để được gọi là yêu. Người đó trước hết là người bạn yêu nhất. Thứ hai, đó là người yêu bạn nhất. Và người thứ ba chính là bạn đồng hành của bạn trong suốt cuộc đời. Người đó sẽ là người đầu gối tay ấp với bạn. Vậy nên trước khi bạn gặp được người yêu bạn nhất, bạn phải gặp người đem lại cảm giác yêu cho bạn. Đó chính là việc để bạn hiểu được yêu là như thế nào. Sau khi trải qua hai trạng thái khác nhau, yêu và được yêu, bạn mới thực sự có những kinh nghiệm xác định chính xác trong việc chọn đời. Nên là tao không thèm nhá, chỉ là tao thích anh Kem trong chương trình này mà thôi. Ông MC á? Ừ, tao thích cái giọng của anh ấy, với cái cách mà anh ấy chém gió. Rồi đôi khi anh ấy tâm sự chuyện với mọi người ấy, nghe cảm động lắm. Không ngờ cái đứa trẻ chó kêu căng như mày mà cũng có lúc như thế này đấy. Thì tao cũng là con người mà, thích thì thích thôi. Không biết mặt mũi, tính cách con người người ta như thế nào mà cũng thích được á? Cái đó đâu quan trọng đâu. Đối với tao, anh ấy như thế là ok rồi. Miễn là hơn là kia được rồi. Sao mày vẫn còn ác cảm với anh ấy nhỉ? Anh như vừa giúp mày lấy lại đồ đấy. Làm được một việc tốt, chắc gì đã là người tốt. Thôi, tao cũng chẳng muốn nói chuyện nữa. Ừ, kết nào đi. À, thế cái chuyện hôm qua như nào rồi? Cái cuộc hẹn mà tao xếp theo định mệnh nhé. Hả? Đúng là gặp em mới theo định mệnh thật. Nghe lời mày hết đấy. Đấy, nghe lời tao chỉ có chuẩn thôi. Xong là bắt đầu là... Cậu ơi, cậu cầm lấy này. Không, không đâu, tớ không sao. Cậu cầm lấy đi, cậu bị lạnh. Cậu ắt xì, chảy hết cả nước mũi ra rồi kìa. Không, tôi không cầm đâu, tôi ngại lắm, lại còn phiền cậu nữa. Không sao đâu mà, cậu cứ cầm đi, đừng ngại. Có thật là không sao không, tôi sợ bị đánh giá lắm. Không sao đâu mà, cậu cứ cầm lấy đi. Thì tôi cảm ơn nha. Ôi, cậu ấy cầm áo của mình rồi. Good.
Cười gì nữa mà cười, tất cả là tại mày đấy. Thế cái áo ấy như nào rồi? Hay là mày đang để, mày không giặt đúng không? Mày để mày ngửi mùi em ấy đúng không? Giặt rồi. Giặt á? Giặt được chưa? Xả thêm 7 lần cũng phao rồi. Cười gì nữa? Do mày mới ra cái chuyện đấy đấy. Do tao đâu, cách của tao đúng mà. Chỉ là em ấy vô tư hồn nhiên quá thôi, hiểu không? Vô tư. Cách của tao thì không bao giờ sai cả. Đà quá còn gì. Ừ. Kệ đi. Bây giờ ấy, mày phải có trách nhiệm, nghĩ ra cách khác giúp tao. Ok, tao này. Giáo sư này, nhiều cách lắm. Đây bây giờ, trong vòng 1 giây, tao nghĩ ra một cách luôn. Cái gì? Nhá. Mày đã nghe bao giờ cái câu là ghét của nào trời trao của ấy chưa? Nghe rồi. Đấy. Thì bây giờ nhá, mày chỉ cần làm thế nào để em ấy ghét mày, thì kiểu gì ông trời cũng trao mày cho em ấy. Nhưng mà thế lỡ em ấy ghét luôn thì sao? Ghét làm sao được? Ông bà ta nói có câu nào sai không? Đúng không? Người ta bảo rồi, các cụ có câu rồi mà các cụ đúc kết ra câu thì chỉ có đúng thôi. Đó. Bây giờ ghét của nào trời trao của ấy. Tức là em ấy ghét mày. Mày là phải làm thôi mày ghét mày. Rồi ông trời sẽ trao mày cho em ấy. Đấy, được không? Chứ em phải tán cách bình thường không được đâu. Hợp lý. Hợp lý. Đúng rồi, hợp lý. May mà thằng Đức nó cho Facebook em Ngọc. Phẫn nộ này, tiểu phẫn nộ này. Ghét của nào trời trao của ấy à? Ghét này, phẫn nộ này. Các bạn nhớ like và share cho bọn mình nha.